thực hiện chủ trương của Quốc hội tại nghị quyết số 33 năm 2021/QH15 ngày 12 tháng 11 năm 2021 về việc tổ chức phiên tòa trực tuyến thông qua môi trường mạng đến với các tỉnh thành phố trong cả nước. Sáng nay, tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử phúc thẩm một số vụ án mà tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã xử sơ thẩm có kháng cáo, kháng nghị. Đây là một trong năm vụ án được Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tiến hành mở phiên tòa xét xử phúc thẩm trực tuyến vào sáng ngày 19 tháng 8, trong đó có hai vụ án hình sự và ba vụ án về hành chính. Theo đó, hai vụ án hình sự sẽ được xét xử trực tuyến kết nối từ điểm cầu Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng với điểm cầu Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Đối với ba vụ án hành chính sẽ kết nối từ điểm cầu Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng với hai điểm cầu Cục thuế tỉnh Khánh Hòa và Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Đến nay, tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm trực tuyến được 70 phiên tòa, trong đó phối hợp với các tòa án nhân dân tổ chức thành công 32 phiên tòa trực tuyến tại các địa phương và 38 phiên tòa trực tuyến từ điểm cầu của tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đến các điểm cầu là tòa án nhân dân các tỉnh thành phố thuộc phạm vi quản lý. Theo kế hoạch, trong tháng 8 năm 2022, tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng sẽ tổ chức 60 phiên tòa trực tuyến. Phấn đấu đến ngày 30 tháng 9 năm 2022 hoàn thành 100 phiên tòa xét xử bằng hình thức trực tuyến.